Nhằm giãn cách xã hội, một nhà điều hành xe buýt địa phương ở thành phố Yangon của Myanmar đã lắp đặt các buồng nhỏ riêng biệt trên xe buýt dành cho khách du lịch đường dài, giảm thiểu rủi ro lây nhiễm virus. Chúng tôi đã lắp đặt điều hòa không khí riêng cho từng buồng. Các bộ lọc khử trùng cũng được lắp đặt vào hệ thống điều hòa không khí để giảm nguy cơ lây nhiễm virus qua lưu thông không khí bên trong xe buýt. Số lượng hành khách đi xe cũng được giảm từ 33 người xuống còn 17 người mỗi chuyến. Tuy nhiên, giá vé chỉ cao hơn 20% so với thông thường. Chúng tôi không dám đi đâu trong dịch COVID-19. Chúng tôi cảm thấy không an toàn khi hai người ngồi cạnh nhau trên xe. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã cảm thấy an toàn hơn khi ngồi trong buồng riêng như thế này. Myanmar ngày 19 tháng 6 ghi nhận thêm 23 ca mắc mới COVID-19. Người dân vẫn được khuyến khích tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội.